Em chào cả nhà. Hôm nay em bỏ qua cái đoạn đi cắm câu luôn cả nhà ơi, tại vì mấy video trước á em cũng quay nhiều về cách cắm câu với con cá mồi rồi á. Em thấy video cũng nó cũng hơi dài dài cho nên chiều nay em bỏ qua cái đoạn đi cắm, giờ em đi bắt cá luôn cả nhà. Trời giờ vừa mới sẩm tối. Bắt con này con đầu tiên này cả nhà. Đây con cá lóc. Em vẫn cắm bình thường. Vẫn cắm cá mồi con rô đồng. Con này cá lóc này. Nó cũng to khá cái nè. Ôi. Con đầu tiên. Còn cái lóc đầu tiên cái nè. Cà lắng hả? Cà lắng đó. Được. Rồi đi em bật môi chứ. Có. Giờ cho là mình ngón này biết bao nhiêu con nghĩ được rồi, tỏ chứ vừa đẩy vậy được rồi, mình chưa cầm có được chán thằng lắm cảm ơn. Đó, vừa bên bên là phía bên là có cắm có mọc bắt thêm đưa giỏ xuống đây hai cần hai con nữa cả nhà. Cho mình chút tên cho. Cái lắng to. Ừ. Có con mồi. Ok. Đã. Đây một con cá nhà ơi. Chuyền cắm cá lóc, cá lăng. Cần này đây có một con nữa này. Con này con gì nó cũng chưa có lôi đầu lên chưa biết. Bên nó có một con nữa kìa. Ba cần ba con. Bắt nhồi cân đi lên luôn đi rồi móc mồi em qua em nhồi cân bên này đó. Để đi tắt cái máy hả thôi dài. Bắt ngồi không? Ừ, bắt luôn đi. Con khẳng. Ui, cái thế to. Ui, con to, bỏ đây thế nè. Đổ lên này, đổ lên đây nè. Cầm đi. Đi đi, cầm lên đi em lấy cái giỏ lên. Không đó đi coi, cái thế. Bộ cũng có đường đi luôn. Hèn gì cân mình hết đủ rồi lấy được kim nhạt hả? Uống cái dao thì uống cà phê to uống một cái xíu à. Còn cả da trơn không? Có cái mình đi sạch đây luôn. Ba cái năm ba con mà. Em qua em có nhổ được em nhổ luôn cho khỏe. Em ở đó bóc môi đi. Đây một con nữa này cả nhà. Chắc là cá lăng này. Cá lăng. Đợi. Đều. Cá đẹp. Đúng đẹp luôn. Ấn ở móc môi luôn đi. Này bắt luôn này. Cái cân em chỗ em cầm lại. Ba cân sạch nhau là ba con đà thịt.
bên tay còn con nữa, bên tay còn cân nữa, còn thứa đó. Lóc lóc. Úi, ngược luôn nè. Ngược lười luôn đó. Kế đỏ chứ. Ở đây còn cái đi. Hơi xa phải cầm cực quá. Lắng phải. Bên này có không? Bên này có cái cây nữa, con cây mô. Ừ, dạy nữa, 20 cân lắm mới, 20 cân lắm mới. Lóc đâu là con cái món em đi tới từ đâu nữa tới đấy nó con ấy, lại tuột có cả lắng này khạn nó vừa ôi một chú cá lăng nữa. Đây là con không? Đây thì vừa rồi kia đổi quá rồi, chuyển qua làm một cân hai lưỡi thôi. Ừ, hai lưỡi cân ba chục cân một há mồi đó. Tốn mồi chịu không nổi. Ừ. Ngày bữa mồi đi trong kia bắt phụ thêm cả đồ phí con rồi một lưỡi đồ phí để theo đồng được. Ừ. Chịu nổi. Nó vài bữa phải chơi một lưỡi, con nó hai lưỡi tiếng nổi. Mua dí giả cả mới chơi hai lưỡi. Mau giờ lên con thử bắt đi, bắt cứ giờ lên con chứ. Cá lắng à? Ừ, cá bự. Ui, ui, cá bịch nó cũng cả to. Ui, cá lắng bịch nó. Rồi, cầm, ui. cầm kìa. Đi, cái giò bỏ trên nó luôn rồi hả? Ừ, bỏ đi, chỗ bỏ. Từ đây đưa đi, đi, còn đến. Cái cân 6 này. Chọt luôn sao luôn? Chọt xong mới chọt. Ừ. Ây à. Rồi được rồi. Gỡ sau cho em được, em đi lên được ạ. Lối tuột luôn được mấy. Ui xe đã. Wow. Lắng đã chứ. Đâu nào con nhỏ thế thôi. Đâu nào con nhỏ. Dạy cân. Dạy đúng không? Cái hụng hồ đó. Cái lắng nhỏ. Chú mời thầy đó cuốn mất một cây rồi. Đâu có cuốn đâu. Vừa đi nhỏ nữa. Đây đứa. Chúng như tiếng thân mưng đều lại đi. Rồi. Ôi. Bật cả đảo luôn cả nhà. Nhổ lên nó quá bắt mấy chân mới nó ốt lên luôn đấy. Chân đấy này. Con chân kia thì nó sẽ nhổ. Nếu nhổ được thì nhổ bắt lên ba con luôn. Ba cân ba con rồi nha. Ba cân sạch nhau luôn. Ôi bỏ đi. Đây. Nhịp lên ba con nó sẽ môi luôn đi. Sẵn sàng. Đến rồi có con nữa đấy. Đó ba cân ba con. Đây em cầm đâu. Nổi cân bên nữa luôn đi. Đây đang đôi là hẳn có trái mới hết á. Ôi đi vong à. Thịt môi. Nè cái này nè. Đây em cầm rồi nhồi cân này mà tụi em móc môi lại luôn đi. Quá đã. Ba cân sạch. Ba cân sạch nhau ba con. Đã quá luôn rồi nha. Quá đã. Ủa cân mới thấy môi rất thiên. Lên. Thôi. Phải. Ôi sao. Ô mới móc môi. Cân mới hết môi mới thấy luôn rồi nha.
này giờ mới để ba thấm được 30 cân đấy. Còn đấy thôi. Nhìn hấp dẫn nhá. Ô cân không ạ. Đánh bại tất cả các. Hồi nãy thầy bắt 3 cân 3 con giờ dính con cá lóc nữa nè cả nhà. Thì cá lóc này. Bà rặn hệ thôn. Để nó nhận luôn. Bắt vậy là luôn hay đưa lên đây em bắt. Đây đây để em gỡ luôn nha, đừng đợi móc lại thôi. Tắt điện thoại em gỡ luôn. Đây em còn cá lóc nữa cả nhà ơi. Mới có 30 cân rồi cả nhà. 30-40 cân kìa. Còn kia 30 mấy cân nữa. Giờ nãy giờ mới đi thăm được nửa số cân câu rồi cả nhà, giờ phải bỏ vô đi rộng rộng lại cả thôi, nó knock out hết. Bỏ vô không rộng cái lăng á. Cái lăng về nó lơ ngơ hết uổng, phải nhốt lại cho nó sống rồi mới đi thăm câu tiếp nữa cả nhà. Đi thăm câu tiếp cả nhà ơi. Chút xíu về báo cá cả nhà coi. Tối nay rất nhiều lắm cả nhà. Con cá đều đẹp không ạ? À? Một môi rồi. À kênh là con môi rồi. Em lên có kênh lên đi thử đó. Con môi luôn. Cả chiếc cái lăng hết rồi cái. Mắc cái chí à? Có cá không? Có. Có con nữa. Được em, để ở em lô đó. Tên ra đi. Nhìn hộ. Nó rỉ ăn hai ba lãng rồi. Nặng không? Nặng lắm. Cái lốc nặng hơn cái thế. Còn cái lốc nó mới cánh bụng kỹ. Đây có một con cá lăng nữa cả nhà. Ôi tuột. Mắc cỏ mắc cấy. Nay thì mắc nè. Ngộ luôn. Vùng gì nữa mà vùng nghe cả cả âm đại cả lắng á, cả lắng chưa cả chứ bự chứ à, tội nó quả thơ cả luôn cả lắng đôi gì nữa thấy gì chưa cả nhà? Hai con hai cần hai lưỡi hai con mà còn cá lăng còn cá lóc nữa đi ăn chung hay thiệt, chắc là con cá lăng ăn trước lóc ảnh xấu lóc lăng nhỏ quá cái lóc ảnh sợ. Ở đây ba cần ba con luôn cả nhà, ba cần sát nhau luôn. Tối nay toàn là nó dính là dính dày luôn, sướng ghê. Bên này con này to lắm cả nhà ơi. Bên này em đừng để anh lấy được không? Được cái chứ được. Con này to lắm này. Bên bên nữa em mở thể nhịp bên này. Lựa đưa. Cái đưa cái lên được không? Ôi vậy là thì khỏi lo. Trời anh vung xích thì tao thôi chứ con vậy là khỏi lo. Đổ lên đây xa luôn cái xây uống. Thôi khỏi giờ đây đi, cái này để em qua em coi thử coi. Qua coi được mà. Chú Dịn Hải. Thành Vung quả mới Dịn Hải lưỡi chứ. Rồi đâu Dịn Hải lưỡi. Bắt đem qua con kênh lên đi thử coi. Không kênh này chảy rồi. Kênh này con môi không à? Con môi mất môi một lưỡi.
hình ảnh gần đi có khi con cái lăng hình ảnh trước hết rồi quay hình dính quay quay rất đông được rồi con cái lóc mà tới mò mò tới mò tới mới thấy mà luôn này hai lưỡi hai con nữa đã hai lên nữa hai lên ba lên rồi mà tha hai con cá lăng ăn thì nói đấy con cá lóc con cá lăng ăn mà ghế đây con cá lăng này này cả nhà tội nó nhiều cảm giác là video khá dài rồi nhiều đó mà nhưng mà con kênh chưa đi lấy nữa con muốn mở kênh nào phải đi thăm cho hết cả nhà lâu lâu tụng bữa đã chứ đánh binh mơ luôn rồi bài mồi cá rô đông là đánh bài tất cả các loài cá đến thôi hai lưỡi đâu rồi đuôi lưỡi bao lưỡi bên đây có không bên này con mấy cân thế nữa con bốn cân thôi đi bơi lên luôn hả không bao cá bao cá bao cá tối nay cả nhà ơi trời ơi nhiều ơi là nhiều phù ra ôi đã năm im tỷ lần hết vung à vô bóng biển nè à hôm qua là tối rồi chú hỏi đâu có bỏ đây cũng được rồi tối giờ sáng vô rồi bè câu quét ơi nó quay đừng có chửi thôi bé xóa âm thanh được nó nói nó chửi mình chỉ được cười và nói không được không được nói tục thôi chứ mọi đó là chúng rồi bè câu của bé ơi vô rồi vô nhiều nhiều lại anh em ơi đi chỗ có chơi chắc phải mấy ký chứ mọi người nó quạt tới luôn ô đây bài môi cả rô bông rô đông bách bài rồi ui hàm một thấu luôn đâu đó là cũng thấy chú gọi là vô mé nha để bán ba con rồi chứ hả bán ba con rồi để ba con lại quay luôn chứ ông sách về mấy rồi chiều ba con rồi ba con nó đựng cái không hơn ô chục luôn của tôi cái lăng không lấy ông nhiêu tiền đó giờ 80 tội cả em với nhau mấy mà đó mùi rô đồng đến bài cắt lại cá đó tối nay ha tối nay nguyên một cái thau luôn cả nhà ơi thau luôn thau cá tê cá tàu gì cá lăng này xuống tự nhiên nha anh em nha chứ không phải là cái hồ bắt lên đâu nha anh em nha con suối mà có cá hồ làm gì có được cá hồ làm gì nuôi cá lăng cá lăng mà ai nuôi nữa được bốn luôn. Cảm ơn cả nhà đã xem video của em cả nhà ơi, cho em xin nút đăng ký kênh với nút like dùm em với, kênh em còn nhỏ quá cả nhà. Tối nay vậy là mừng lắm luôn ha, anh em đi cắm câu vậy là mừng lắm luôn á. Quá trời luôn. 10 ký ở trên á.